Chào tất cả quý thầy cô, cùng quý thầy cô tìm hiểu đưa giáo án lên và kỹ số. Thì đầu tiên quý thầy cô chọn quản lý giáo án. Tiếp theo, quý thầy cô chọn danh sách giáo án của tôi. Từ đây quý thầy cô nhập ngay tháng đưa giáo án lên của quý thầy cô. Sau đó quý thầy cô chọn thêm giáo án. Tiếp theo quý thầy cô dạy khối nào, lớp nào thì quý thầy cô chọn thích hợp như sau. Ví dụ em dạy khối 9 môn tin thì em thực hiện như sau. Thì tổ chuyên môn là toán tin, thì phần mềm từ ngâm đỉnh khi đã phân thời khóa biểu lên thì quý thầy cô đã có trên này, trên phần mềm vẽ Edu. Tiếp tục khối cùng vậy, quý thầy cô chọn phù hợp. Quý thầy cô dạy lớp nào thì quý thầy cô chọn lớp đó. Chương trình thì có bài giảng cơ bản nâng cao chuyên, quý thầy cô dạy loại nào thì quý thầy cô chọn loại đó. Tiếp tục từ tiết thì giáo án môn tin khối 9 thì một tuần 2 tiết, thì tháng 9 thì có 4 tuần, thì từ tuần tiết thứ nhất cho đến tiết thứ 8. Tiếp tục nội dung của bài học, quý thầy cô ghi cũng được mà không cũng được. Sau đó quý thầy cô chọn hồ sơ đính kèm, thì quý thầy cô nhấp vào chọn tên, rồi tìm đường dẫn đến mà giáo án mà quý thầy cô đã lưu. Sau khi chọn xong, quý thầy cô chọn chuyển sang PDF. Sau đó quý thầy cô chọn lưu. Vậy là quý thầy cô đã lưu thành công. Quý thầy cô chọn OK. Nếu mà muốn sửa thông tin thì quý thầy cô nhập vào sửa thông tin giáo án. Sau khi đó quý thầy cô sửa thông tin phù hợp thì quý thầy cô nhớ là chuyển sang PDF, rồi quý thầy cô lưu lại, chọn OK. Vậy là chúng ta đã đưa giáo án lên. Nếu mà giáo án này quý thầy cô thấy chưa hợp lý thì quý thầy cô xóa đi bằng cách như sau. Quý thầy cô nhập vào đây. Sau đây quý thầy cô chọn xóa giáo án. Sau khi đó quý thầy cô chọn yes. Vậy là giáo án quý thầy cô đã xóa. Rồi chúng ta sẽ làm lại, sau đó kỹ số. Chúng ta đã đưa giáo án lên. Sau khi đó chúng ta sẽ ký số ở trên giáo án bằng cách như sau.
quý thầy cô nhấp vào ô vuông nhỏ, sau đó quý thầy cô nhấp vào ký số, quý thầy cô chọn yes. Tiếp tục quý thầy cô kéo xuống đến vị trí muốn ký số. Sau đó quý thầy cô nhấp vào ký số, rồi nhấp vào chọn. Khi đó quý thầy cô đưa chữ ký lên, kéo cho nó hợp lý. Chữ ký em hơi mờ. Vậy muốn ghi họ đến dưới này thì quý thầy cô chọn bút bút phê, rồi chọn nhập nội dung, rồi quý thầy cô nhập nội dung vào. Sau khi đó quý thầy cô chọn thêm nội dung, cùng kéo vào tương tự làm sao cho hợp lý. Sau khi kéo xong, quý thầy cô chọn hoàn thành và ký số. Rồi quý thầy cô mở cái phần viền BT Max khác lên, rồi chọn vào ký số, rồi nhập mã BIN vào, rồi nhấp vào xác nhận, rồi quý thầy cô chọn đóng, sau đó quý thầy cô chọn OK, rồi quý thầy cô chọn refit. Vậy là giáo án của quý thầy cô đã ký. Quý thầy cô kiểm tra như sau: nhấp vào xem giáo án online, rồi quý thầy cô kéo xuống. Vậy là quý thầy cô đã ký thành công. Chúc quý thầy cô thành công. Nếu mà thấy hay, thầy có ích, ủng hộ bằng cách đăng ký kênh để có cái video mới nhất và tốt nhất. Cảm ơn quý thầy cô rất nhiều. Chào tạm biệt.